Xin chào anh chị và các bạn. Tại sao sử dụng máy ion kiềm lại nên lựa chọn dòng Biontech của Hàn Quốc? Thế giới lọc nước là một trong những đơn vị đầu tiên ở Việt Nam đưa về dòng sản phẩm máy lọc nước ion kiềm. Chúng tôi đã đi tìm hiểu ở rất nhiều nơi trên thế giới. Và tại sao chúng tôi lại lựa chọn dòng Biontech? Bởi vì Biontech là một thương hiệu đạt được chứng nhận FDA của Hoa Kỳ. Đây là một trong chứng nhận rất là cao cấp. Để đạt được chứng nhận FDA của Hoa Kỳ thì đầu tiên là Biontech đã đạt được cấp phép là sản xuất thiết bị y tế của Hàn Quốc. Sau đó là Biontech đã đạt được cái chứng nhận GMP. Đây là một cái chứng nhận về thực hành sản xuất tốt về thiết bị y tế dành riêng cho các nhà máy thiết bị y tế. Tiếp sau đó, để nhận được chứng nhận FDA thì Biontech cũng phải đạt được chứng nhận ISO 13485. Đây là một chứng nhận ISO chuyên biệt chỉ dành riêng cho các cái tiêu chuẩn sản xuất thiết bị y tế. Và không phải là nhà máy nào cũng đạt được cái chứng nhận ISO 13485 này. Đó là những cái tiêu chuẩn về chất lượng hàng đầu mà Biontech đã có. Ngoài ra những cái tiêu chuẩn chất lượng này thì Biontech cũng đã nhận được rất nhiều những giải thưởng ở trong nước và những giải thưởng hàng đầu để chứng minh về chất lượng, về sản phẩm cũng như là chất lượng dịch vụ của Biontech. Đó là lý do mà Thế giới nước đã hợp tác và đưa sản phẩm Biontech về Việt Nam. Cụ thể là những cái giải thưởng nào thì sau đây tôi sẽ chia sẻ cùng các bạn những cái giải thưởng, những cái uy tín mà Biontech đã đạt được ở trong nước cũng như quốc tế. Kể từ năm 2014, khi mà Thế giới nước lần đầu tiên tiếp cận với Biontech thì Biontech đã là một thương hiệu top đầu ở trong Hàn Quốc với những giải thưởng rất là cao quý, như là giải thưởng xuất sắc công nghệ mới năm 2009, giải thưởng thương hiệu đầu tiên của Hàn Quốc năm 2011, giải thưởng lớn về các sản phẩm ăn khách nhất Hàn Quốc năm 2011, hay là chỉ số chất lượng Hàn Quốc năm 2012, và đây là giải thưởng vị trí số 1 trong 2 năm liên tiếp. Như vậy là gì ạ? Trước năm 2014 thì Biontech đã đạt được rất nhiều những giải thưởng rồi và còn rất nhiều những giải thưởng khác nữa. Tiếp sau đó thì Biontech tiếp tục phát triển và đạt thêm rất nhiều những cái giải thưởng về chất lượng sản phẩm ở các năm liên tiếp, như là gì ạ? Sản phẩm đình đám năm 2015, giải thưởng lớn sức mạnh thương hiệu Hàn Quốc năm 2016, giải thưởng thương hiệu tốt nhất năm 2019 và 2022, giải thưởng LOHAS 365 Hàn Quốc năm 2019. Đây là giải thưởng được trao bởi Bộ Y tế và Phúc lợi của Hàn Quốc. Như vậy chúng ta thấy rằng thì những sản phẩm Biontech đã đạt được rất nhiều những giải thưởng thành tựu về chất lượng sản phẩm, đã được kiểm chứng đo lường bởi những cơ quan uy tín của Hàn Quốc, được chứng minh là sản phẩm chất lượng đứng đầu Hàn Quốc. Ngoài việc đạt được rất nhiều những cái giải thưởng về sản phẩm chất lượng hàng đầu Hàn Quốc thì Biontech cũng được rất nhiều khách hàng sử dụng tin tưởng và bình chọn là sản phẩm được sử dụng hài lòng trong nhiều năm liên tiếp, với những cái giải thưởng như là sự hài lòng của khách hàng năm 2017 với dịch vụ được người tiêu dùng lựa chọn, hay là vị trí số 1 năm 2018 đánh giá của người tiêu dùng Hàn Quốc, hoặc là vị trí số 1 về chỉ số hài lòng của người tiêu dùng Hàn Quốc năm 2023 trong 3 năm liên tiếp. Như vậy chúng ta thấy rằng gì ạ? Người dân Hàn Quốc cũng đã sử dụng và đã bình chọn rằng Biontech chính là thương hiệu số 1 về chất lượng sản phẩm cũng như là chất lượng dịch vụ được người dân hài lòng nhất. Như vậy, với rất nhiều những giải thưởng danh giá về chất lượng hàng đầu, về thương hiệu hàng đầu được chứng minh bởi những giải thưởng số 1 về sự hài lòng của khách hàng được bình chọn ở Hàn Quốc, Thế giới nước đã quyết định đưa sản phẩm Biontech về để phục vụ cho sức khỏe của người dân Việt Nam với tiêu chuẩn chất lượng hàng đầu thế giới. Và năm 2024 thì Thế giới nước đã ký kết đối tác chiến lược toàn diện cùng với Biontech để đưa vào Việt Nam những công nghệ mới nhất và phục vụ người dân Việt Nam theo những tiêu chuẩn hàng đầu trên thế giới. Như vậy, nếu như các anh chị đang muốn lựa chọn một dòng sản phẩm máy tạo nước ion kiềm tốt và chất lượng hàng đầu thì Biontech chính là một lựa chọn sáng giá nhất để các anh chị chăm sóc sức khỏe cho bản thân cũng như gia đình mình. Xin cảm ơn anh chị đã xem video của Thế giới nước. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong các video lần sau.